Hướng dẫn các bạn phục hồi dữ liệu văn bản Word khi các bạn chưa kịp lưu. Giả sử trong quá trình soạn thảo văn bản thì chúng ta là khi đang làm việc thì máy tính có thể bị mất nguồn hoặc là chúng ta sẽ bị mất điện và các bạn chưa kịp lưu, hoặc là trong quá trình xảy ra thì nó có lỗi và dẫn đến là các bạn chưa kịp lưu cái file Word mà chúng ta đang làm. Chúng ta sẽ lấy giả sử chúng ta sẽ có một bảng trắng như sau, là chúng ta đang ở document 1 và chúng ta sẽ có một cái mẫu về cam kết là mẫu 08 thu nhập cá nhân. Và giả sử như thế này là các bạn chưa kịp lưu và tự dưng là máy bị mất nguồn và mất hết dữ liệu, và các bạn lúc này các bạn đừng vội lo lắng, chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ mở file Word lên như bình thường. Và tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào file, chúng ta sẽ chọn phần Manager Document. Tại Manager Document chúng ta sẽ có phần Recover, Unsave Document, và tại đây thì các bạn sẽ phục hồi lại cái file mà các bạn vừa làm. Ví dụ như chúng ta sẽ làm là cái file mà chúng ta chưa kịp lưu, đó chính là cái file này. Nó chính là cái file mà chúng ta chỉ mới kịp là làm cái thông tin và chúng ta chưa kịp bất kỳ lưu cái thông tin nào. Nên đây các bạn sẽ thấy là nó khắc phục cái tên, nội dung tiêu đề và cái nội dung văn bản mà lúc trước đó chúng ta đã copy và save. Lúc này các bạn chỉ cần là bấm file save thì lúc này chúng ta sẽ có một cái file mới hoàn toàn và chúng ta có thể khắc phục được cái file mà chúng ta vừa bị mất dữ liệu khi chúng ta chưa kịp save. Thì như vậy là chúng ta đã có được cái file mới mà chúng ta khi soạn thảo văn bản chúng ta chưa kịp lưu dữ liệu. Thì bây giờ chúng ta đã lưu và chúng ta sẽ có ngoài desktop như bình thường. Và như vậy là chúng ta đã có thể khắc phục được cái file mà khi xảy ra trong quá trình soạn thảo văn bản và bị mất nguồn hoặc là có lỗi xảy ra với Word mà chúng ta chưa kịp lưu. Thì chúng ta cách khắc phục là chúng ta sẽ vào file và chúng ta sẽ chọn phần là Manager Document. Chúng ta chọn Recover, Unsave Document. Chúng ta sẽ chọn cái file mà chúng ta đã, cái file nào gần mới nhất mà các bạn đang làm việc. Bây giờ cái file mới nhất chúng ta đang làm đây là 10:50, thì là cái file hiện hữu mà chúng ta đang làm là cam kết 08 thu nhập cá nhân.